Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây chiều của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến những thông tin đáng nghe và đáng xem. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Sinh vật ngoại lai bán tràn lan trên mạng dù chưa được cấp phép. Sạt lở sáng nay ở Đam Rông, Lâm Đồng làm một người thiệt mạng. Thưa quý vị, chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Lương thực Thực phẩm cùng nhiều hội ngành nghề đã tổ chức hội thảo nhằm kiến nghị Bộ Y tế bỏ quy định bổ sung muối iốt sắt kẽm vào thực phẩm ra khỏi Nghị định số 09/2016/NĐ-CP. Đây là nghị định có điều khoản quy định thêm iốt và kẽm vào thực phẩm chế biến. Nhiều doanh nghiệp phản ánh việc bổ sung các vi chất vào thực phẩm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cũng như giá thành, trong khi đó người tiêu dùng chưa chắc được hưởng lợi. Với doanh nghiệp này, việc tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm là cần thiết. Tuy nhiên, việc áp dụng bắt buộc đã gây nên khó khăn cho các doanh nghiệp. Khi mà dùng bột mì mà có sắt kẽm thì là bánh ngọt có những cái mặt hàng bánh mà mình cần cái màu trắng thì nó sẽ làm cho bánh mình nó hơi ngã cái màu vàng. Thì khách ở nước ngoài thì người ta sẽ không có chấp nhận. Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đã đưa ra hàng loạt dẫn chứng chỉ rõ quy định trên là chưa hợp lý, đi ngược lại nguyên tắc quản lý rủi ro, thiếu cơ sở khoa học và không chính xác với hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, không phù hợp với thông lệ quốc tế và các ngành sản xuất thực phẩm xuất khẩu. Theo suy nghĩ của tôi là chúng ta không bắt buộc mà chỉ khuyến cáo. Những nhà sản xuất bổ sung vi chất vào trong sản phẩm của mình thì các bạn in lên nhãn xem như một lợi thế cạnh tranh và nhà nước hỗ trợ cho họ về thiết bị cũng như là các vi chất mà đạt chuẩn. Hôm nay, năm hiệp hội ngành nghề gồm Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch, Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc một lần nữa có những kiến nghị quyết liệt đến chính phủ. Chiều nay, Bệnh viện Từ Dũ cho biết bệnh viện này vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh can thiệp thông tim cứu em bé còn trong bào thai. Thai phụ 27 tuổi được siêu âm tiền sản chẩn đoán thai nhi bị dị tật tim nặng lúc 20 tuần. Chẩn đoán cho biết em bé bị dị tật tim bẩm sinh nặng, không có lỗ van động mạch phổi, hở van ba lá, dách liên thất kính, có nguy cơ tử vong trong bụng mẹ. Hơn 2 tháng theo dõi, các bác sĩ quyết định tiến hành can thiệp bào thai bán cấp để cứu sống em bé. Cuộc mổ kéo dài hơn 40 phút, với tư thế em bé nằm trong bụng mẹ không thuận lợi. Sau phẫu thuật thành công, các lần khám thai và theo dõi tiếp theo cho thấy em bé tăng trưởng về cân nặng, các chỉ số sinh học khác đều rất tốt. Trưa 9 tháng 7, thai được 35 tuần 2 ngày, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Bác sĩ đánh giá em bé có biểu hiện thay đổi nhịp tim thai bất thường nên quyết định mổ lấy thai. Bé trai nặng 2,7 kg, khóc to, tự thở khí trời mà không cần trợ giúp. Các chức năng của buồng tim bé hoạt động tốt, chỉ cần theo dõi, chưa cần can thiệp gì tiếp theo. Riêng mẹ bé, mọi sinh hoạt đến nay gần như trở lại bình thường, vết mổ lành tốt. Đây là trường hợp thứ 3 được thông tim trong bào thai thành công với sự hỗ trợ chuyên môn của 2 ekip thầy thuốc và chuyên gia tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Sinh vật ngoại lai thường xuất hiện lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với những loài bản địa, làm mất cân bằng sinh thái. Đây là lý do mà Việt Nam cấm mua bán dưới nhiều hình thức đối với các loài sinh vật ngoại lai. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng rao bán sinh vật ngoại lai như tôm hùm đất mà chưa được cấp phép. Thị trường tôm hùm đất công khai và hiện khá sôi động. Của hàng em ở quận Tân Bình lận. Đất thì em ra tầm khoảng 1 tiếng hơn là anh nhận được rồi. 790 ngàn một túi, 2,5 kg luôn á anh. Đáng nói đây là loài xâm lấn không có tên trong danh mục thủy sản được phép kinh doanh. Nó có khả năng đào hang và nó phá hoại các cái công trình tưới tiêu nông nghiệp, nó có tác hại rất lớn. Nó phá hoại cái hệ thực vật và động vật, làm phá vỡ cái hệ sinh thái. Trước kia, ốc bưu vàng cũng là một sinh vật ngoại lai, từng hoành hành phá hoại mùa màng nhiều năm mà đến giờ vẫn chưa thể tiêu diệt triệt để. Nay bài học khi xưa dường như đang lặp lại, khi người bán thì bất chấp lệnh cấm, còn người tiêu dùng lại không nắm được thông tin. Đối với hành vi nhập khẩu trái phép cái loài động vật tôm hùm đất này thì có thể sẽ bị xử phạt từ 40 đến 50 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ, hoặc là phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Để tránh những hệ lụy không đáng có với ngành nông nghiệp, với sinh thái môi trường, việc tăng cường kiểm tra kiểm soát việc nhập khẩu tôm hùm đất là điều cấp bách lúc này. Mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã dẫn đến một vụ sạt lở đất tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng vào sáng nay. Hậu quả, một cô giáo tiểu học thiệt mạng.
Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 40 phút sáng 15 tháng 7 tại km 124 490 thuộc quốc lộ 27, đoạn qua xã Đạt Nàng. Đất đồi sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn căn nhà cấp 4 của gia đình chị NTT. Lúc này, ba người khác kịp thoát ra ngoài an toàn, riêng chị T lại bị vùi lấp tử vong tại chỗ. Được biết, chị T sinh năm 1984, là giáo viên trường tiểu học Chu Văn An, xã Phi Liên. Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền huyện Đam Rông đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, quân đội, công an cùng nhiều lực lượng khác và phương tiện máy móc để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Ngoài ra, địa phương cũng thăm hỏi, động viên gia đình gặp nạn. Trước mắt hỗ trợ thân nhân 20 triệu đồng để lo hậu sự và khắc phục hậu quả. Năm nay, thời tiết thuận lợi, các loại rau màu phát triển mạnh, năng suất cao hơn năm trước, nguồn cung vượt cầu, nhưng thị trường tiêu thụ chững lại làm rau rớt giá. Tình cảnh khiến bà con nông dân tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An rơi vào thua lỗ. Từ đầu tháng 6 đến nay, giá rau một số loại rau màu giảm mạnh, bà con ngậm ngùi bỏ mặc không thu hoạch, để rau lùi tàn vì giá bán sau thu hoạch không đủ tiền thuê nhân công. Đầu ra của cái sản phẩm như rau cải, dưa thì cái giá nó bấp bênh, cũng có đề nghị các cấp chính quyền địa phương có điều kiện thì hỗ trợ cho nông dân cái đầu ra được ổn định, giá cả ổn định. Hiện nay huyện Cần Giuộc có 1.325 hecta rau, sản lượng đạt 68.500 tấn một năm. Theo hội nông dân xã Mỹ Lộc, thời gian qua hội đã tuyên truyền việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chọn các loại cây, loại rau phù hợp với thị trường, tránh tình trạng được mùa mất giá. Ngành nông nghiệp địa phương cũng hướng nông dân thay đổi tập quán canh tác, nhất là ý thức sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu sinh học. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao chỉ dừng ở mức độ nông hộ nên phạm vi ứng dụng còn hẹp, cũng chưa hình thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Sau hàng loạt bữa tiệc đình đám kéo dài nhiều tháng, tiệc cưới của con trai Úc tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani cũng đã kết thúc trong ngày 15 tháng 7. Hôn lễ của cô Úc Anand Ambani cùng ái nữ ngành dược tại Ấn Độ đã chiêu đãi hàng trăm khách mời nổi tiếng và nhiều chính trị gia trong hơn 4 ngày qua. Lễ cưới đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thế giới ở Mumbai với sự tham dự của bạn bè và người thân của cặp đôi mới cưới. Cặp đôi đã thực hiện các nghi thức bao gồm việc trao vòng hoa và đi dạo quanh ngọn lửa thiêng bắt đầu từ ngày 12 và kết thúc vào đầu ngày 15 tháng 7. Lễ cầu phúc Shubh Ashirwad đã diễn ra vào ngày 13 tháng 7 và tiệc chiêu đãi được tổ chức vào ngày 14 tháng 7. Buổi tiệc dành riêng cho các nhân viên của gia đình Ambani sẽ được tổ chức một ngày sau đó. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tony Blair cũng như các siêu sao Bollywood Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan và Salman Khan nằm trong số những người nổi tiếng đã đến tham dự buổi lễ trong ngày 12 và 13 tháng 7. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc phúc cho các cặp vợ chồng mới cưới trong tiệc chiêu đãi hôm 14 tháng 7. Sự góp mặt của Thủ tướng Ấn Độ đã nêu bật tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của gia tộc Ambani. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức tiệc mừng 3 ngày vào tháng 3 với 1.200 khách mời và màn trình diễn của ca sĩ Rihanna. Sau đó là chuyến du lịch sang trọng ở châu Âu với 800 khách hồi tháng 5. Tổng chi phí cho các sự kiện trước hôn lễ và đám cưới được ước tính lên tới hàng trăm triệu đô la. Màn đêm thủ đô Pháp rực rỡ ánh sáng pháo hoa cùng màn trình diễn Ron trong ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Các hoạt động kỷ niệm cũng mang chủ đề Thế vận hội khi mà Olympic Paris đang cận kề. Hoạt động ăn mừng Quốc khánh năm nay không có người dân đến theo dõi trực tiếp do khu vực xung quanh tháp Eiffel đang chuẩn bị cho các hoạt động của Olympic. Trong khung cảnh đầy màu sắc của pháo hoa, những thiết bị bay không người lái xếp thành nhiều thông điệp và hình ảnh khác nhau. Từ khẩu hiệu của thành phố Paris, Fluctua Nec Mergitur, có nghĩa là lên đền trên sóng, không bao giờ chìm. Biểu tượng nàng Marianne của cuộc cách mạng Pháp, cho đến những hình ảnh rước đuốc, các vận động viên, các biểu tượng Olympic và Paralympic. Hoạt động mừng quốc khánh năm nay trùng với ngày đầu tiên của hành trình rước đuốc Olympic tại thủ đô Paris. Olympic Paris 2024 sẽ khai mạc vào ngày 26 tháng 7 và bế mạc vào ngày 11 tháng 8. Còn Paralympic Paris sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Ở phần an ninh trật tự, cháy nhà xưởng rộng 3.000 m2 tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Và công an Đồng Tháp bắt 3 đối tượng dùng dao chém người cướp tài sản. Thưa quý vị, chiều nay Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại công ty cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, trú tại quận Bắc Từ Liêm, là phó tổng giám đốc công ty và 7 đối tượng có liên quan.
Theo điều tra, Thoại đã thành lập công ty cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá. Mặc dù doanh nghiệp và bản thân không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Thoại vẫn chỉ đạo các đối tượng khác tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở công ty tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá giới thiệu về lợi ích của cộng đồng tiền ảo Cashback Pro và việc tham gia cộng đồng Speeding.vip. Từ tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 6 năm 2024, thông qua trang ứng dụng Speeding.vip, Thoại cùng các đối tượng tự xưng là thủ lĩnh lãnh đạo các nhánh đi lôi kéo thu hút người tham gia cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia, với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la Mỹ, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư. Chiều nay 15 tháng 7, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một công ty gỗ rộng khoảng 3.000 m2 tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản và cả khu sản xuất. Khoảng 13 giờ, công nhân phát hiện lửa bùng lên ở góc nhà xưởng nên cùng bảo vệ dập lửa nhưng không thành. Do cơ sở chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng, lửa bùng phát mạnh kèm nhiều tiếng nổ lớn, khói bốc cao hàng trăm mét. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Bình Dương điều động 15 xe chuyên dụng cùng hơn 90 cán bộ chiến sĩ đến để dập lửa. Khu vực có gió lớn khiến công tác gặp nhiều khó khăn. Đến 15 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo cơ quan chức năng, công ty có vốn đầu tư nước ngoài bị đình chỉ sản xuất từ năm 2022 do lỗi phòng cháy chữa cháy. Nhà chức trách đang thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân. Đang tuần tra, cảnh sát giao thông Đồng Tháp phát hiện 3 nam thanh niên đang điều khiển 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, những người này không chấp hành và bỏ chạy. Vụ việc xảy ra sáng nay trên đường Hồ Chí Minh thuộc xã Mỹ Đông, huyện Tháp 10. Lúc này, tổ cảnh sát giao thông nhận được thông tin công an huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp và công an tỉnh Tiền Giang, Long An đang truy tìm 3 đối tượng có đặc điểm tương tự. Do vậy, các lực lượng đã phối hợp dây bắt. Qua đó khống chế được 2 đối tượng là Trần Văn Việt sinh năm 2008 và Nguyễn Thanh Tâm sinh năm 2007. Riêng đối tượng còn lại là Trần Quốc Kiệt sinh năm 2005 cùng ngụ Đồng Tháp thì bị công an địa phương bắt giữ khi đang bỏ chạy về hướng Lấp Vò. Đang đậu xe tại tiệm tạp hóa, người phụ nữ bất ngờ bị một tài xế xe công nghệ giật mất sợi dây chuyền vàng. Vụ việc xảy ra tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và công an địa phương đã nhanh chóng bắt được đối tượng. Ngày 11 tháng 7 năm 2024, Công an xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức nhận tin báo của bị hại về việc bị giật mất sợi dây chuyền 18K, trọng lượng 1,05 chỉ. Dù không xác định được đặc điểm phương tiện, người phụ nữ có nhớ tình tiết đối tượng gây án mặc áo khoác giống người làm nghề tài xế xe công nghệ. Từ thông tin trên, cảnh sát hình sự chia làm nhiều tổ xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Khoảng một ngày sau, lực lượng bắt được Đặng Vũ Phong, sinh năm 1998, ngụ Vĩnh Long. Tang vật tạm giữ một xe mô tô, một điện thoại di động và 800.000 đồng. Phong khai nhận làm tài xế xe công nghệ không đủ thu nhập nuôi 2 con nhỏ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sợi dây chuyền đã giật, y đem bán được 4.500.000 đồng. Hôm nay, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ án mạng xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Bình Trị Đông A khiến một người đàn ông tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 14 tháng 7, người dân thấy nhóm khoảng 3-4 người ngồi nhậu trên vỉa hè quốc lộ 1 phía trước tiệm bán dụng cụ câu cá ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Hai người trong nhóm này sau đó xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Người đàn ông ngoài 50 tuổi dùng hung khí đâm người đàn ông tên T gục tại chỗ rồi rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Đến trưa nay, công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án và đang lấy lời khai làm rõ. Tại chặng 15 giải đua xe đạp Tour de France, coureur Slovenia Tadej Pogacar đã có một ngựa cán đích đầu tiên, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu trên bảng tổng sắp. Chặng 15 có địa hình núi và đường dài 197,7 km từ Ludonville đến Plateau de Bay. Ở chặng 14, Pogacar đã đánh bại đương kim vô địch Jonas Vingegaard và về đích đầu tiên trước đối thủ này 39 giây. Chặng 15 này cũng chứng kiến kết quả tương tự. Vingegaard dẫn đầu ở đoạn lay dốc cuối. Tuy nhiên, khi còn cách đích hơn 5 km, Pogacar vượt lên để một mình cán đích trước, sớm 1 phút 8 giây so với Vingegaard. Nửa tiếng sau khi Pogacar cán đích, chỉ mới có 36 trong số 154 coureur hoàn thành được chặng đua. Với chiến thắng này, Pogacar gia tăng cách biệt với Vingegaard trên bảng tổng sắp lên thành 3 phút 9 giây. Coureur Bỉ Remco Evenepoel về đích thứ ba ở chặng này và hiện cũng đang xếp thứ ba trên bảng tổng sắp sau Pogacar hơn 5 phút. Các coureur nghỉ ngơi tại Crozon trong ngày 15 trước khi đua đến Nîmes vào ngày 16 tháng 7, đường dài 188,6 km.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ chiều ngày 15 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam. Dự báo tối và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam. Ở các tỉnh miền Trung trở ra đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39-49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Từ 13 giờ đến 16 giờ hôm nay, các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dự báo sáng mai 16 tháng 7, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển với tốc độ khoảng 15 km/h. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo áp thấp nhiệt đới có thể suy yếu trước khi vào đất liền. Tuy nhiên, vùng áp thấp sau đó vẫn gây mưa lớn diện rộng từ Tây Nguyên, Trung Bộ đến cả khu vực Bắc Bộ từ ngày 15 đến 18 tháng 7, có nơi lượng mưa lên tới 250 mm. Đặc biệt cảnh báo nguy cơ sạt lở ở nhiều vùng núi bao gồm cả Hà Giang và các tỉnh Tây Bắc Bộ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ 30 phút sáng mai với những thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.